Dưới sự chủ trì của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và điều hành của Phó Chủ tịch Quốc hội Thượng tướng Trần Quang Phương, đầu giờ chiều nay, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã cho ý kiến về dự án luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật xuất cảnh nhập cảnh của công dân Việt Nam và luật nhập cảnh xuất cảnh quá cảnh cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam. Bộ trưởng Bộ Công an cho biết việc xây dựng luật trình Quốc hội cho ý kiến thông qua theo trình tự thủ tục rút gọn là hết sức cần thiết để giải quyết ngay những vấn đề cấp bách phát sinh trong cuộc sống. Dự thảo luật sửa đổi bổ sung hình thức nộp hồ sơ trên môi trường điện tử đối với thủ tục đề nghị cấp hộ chiếu phổ thông, nâng thời hạn của thị thực điện tử từ 30 ngày lên 3 tháng, có giá trị một lần hoặc nhiều lần, nâng thời hạn tạm trú từ 15 ngày lên 45 ngày đối với công dân của nước được Việt Nam đơn phương miễn thị thực. Việc xây dựng luật góp phần đơn giản hóa thủ tục, đẩy mạnh thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử, tiếp tục tạo điều kiện thuận lợi cho công dân Việt Nam trong việc cấp các giấy tờ nhập cảnh và người nước ngoài nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú tại Việt Nam, góp phần phát triển kinh tế xã hội, đưa du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn, tạo điều kiện cho các nhà đầu tư và tìm hiểu thị trường đầu tư. Báo cáo thẩm tra của Ủy ban Quốc phòng và An ninh và ý kiến của các thành viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội cơ bản đồng tình với các chính sách nêu trên nhằm đơn giản hóa tối đa về thủ tục cho người dân, tiết kiệm được chi phí trong cấp hộ chiếu phổ thông, tạo thuận lợi hơn nữa cho người nước ngoài nhập cảnh, xuất cảnh, cư trú, làm ăn tại Việt Nam. Việc ban hành luật là cần thiết, nhưng cần làm rõ tính cấp thiết. Cái này nó có ý nghĩa cả về an ninh chính trị, vừa có ý nghĩa về khuyến khích du lịch, thì phát triển kinh tế xã hội ý nghĩa lắm. Làm nhanh được thì rất là tốt, mà đồng bộ nữa. Thì làm thêm cái tính cấp thiết trong cái tờ trình. Thế rồi là với tính chất nó là luật cấp thiết thì chắc là thời hạn có hiệu lực nó phải nhanh thôi. Trong này thì chưa xác định. Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ cho rằng bốn chính sách đề xuất phù hợp với hiến pháp và hệ thống pháp luật hiện hành, đảm bảo tương thích với điều ước quốc tế liên quan mà Việt Nam là thành viên, đồng thời có tính khả thi. Tinh thần chung của sửa đổi lần này thì chúng tôi hoàn toàn ủng hộ, là vì nhất là sau cái đại dịch ấy thì các nước đều cố gắng tạo điều kiện thuận lợi tối đa để mà phục hồi phát triển kinh tế xã hội. Không chỉ tạo công dân cho nước ngoài mà cho cả cái công dân của mình. Ví dụ như là đơn phương miễn thị thực ấy, thì hiện nay nhiều nước trong khu vực như là Sinh, rồi Malaysia, Indo người ta cũng đơn phương miễn thị thực nhiều lắm. Thế mà mình tăng cường cái thị thực điện tử. Như hôm trước khi tôi tiếp Thủ tướng Lúc Sa Bua, họ bảo là hiện nay tôi biết là hồ sơ chính phủ đã trình sang Quốc hội rồi, mong Quốc hội quyết định sớm. Nói một lần rồi, sau trước khi về ông kết thúc ông lại nói lại. Thì khi nghe tôi nói là sẽ trình xem xét quyết định tại kỳ họp này là ông phấn khởi lắm. Thế rồi bà con mình mà ở các nước, mà khi chúng tôi từ cuối năm ngoái và đầu năm nay mà đi một số nước mà nói là chính phủ rồi Quốc hội đang chủ trương sửa cái hai cái luật này, thì bà con cũng rất là đồng tình và cũng rất là phấn khởi. Nhưng tôi cho như thế này là hiện nay rất là đúng lúc, cũng chín muồi rồi. Ủy ban Thường vụ Quốc hội cũng nhất trí bổ sung quy định người giữ các chức vụ từ phó tùy viên quốc phòng trở lên thuộc trường hợp được cấp hộ chiếu ngoại giao, thống nhất việc nâng thời hạn thị thực điện tử lên không quá 3 tháng.